Ôi ơi, há miệng ra. Ngon không? Ngon không? Chương trình của anh phải bấm bấm sớm mà bà Bảo Liêm làm phần điểm lên chùa đó. Hả miệng ra. Rồi thấy chiều anh. Xin miếng nè. Không, xin đó kìa. Xin đó đó. Nói chơi ăn đi. Thương không? Chồng miếng à, chồng miếng đi. Chồng miếng ăn chung à, chồng miếng à. Ít ít thôi, rồi. Miếng nước nữa. Cảm ơn. Thêm các bạn. Cái người dân chất phát, không có khách sáo, không có cầu kỳ, xin ăn là cho. Chứ không có nhiều người mà nghĩ cái chén này của tôi, chén kia ăn chung không được, không có. Giống như con, giống như cháu trong nhà đúng không mẹ? Ăn thì cứ ăn à. Cái miệng này đã từng nhai cơm đút cho bao nhiêu đứa mà, phải không? Ăn chung không có sao. Nè, nói nghe nè, tới Huế rồi nghe. Dạ, mua nhiều chắc không có mua được tại mình đang đi tu hình đó. Ăn thử con được phải không? Ăn thử nha, ăn thử nên thử nha. Dạ. Để thương mới quảng bá cho tôm chua của Huế. Tôm chua thiên hương. Cô Ti. Cô Ti, ai là cô Ti? Đây, con này cô Ti. Ti ơi Ti. Ti. Dạ. O Ti. O Ti. O Ti bé Ti. Dạ. Chị sĩ con cảo ăn. Dạ. Ủa múc chai đó. À cái đó múc bán phải không cho khách à. Bây giờ thử làm sao được, có cái gì đựng không? Có chứ. Có. Nhưng mà xin nói trước mình không mua được là tại vì đang đi quay hình. Được, ăn thử thì được. Nêm nếm một cái nước thôi, con cũng mặn nó chua. Ông mặn nó mặn. Trời ơi, mình mới vô. Tính thử con tôm, con tép. Bà nói con tép nó mặn, ý muốn nói không cho ăn con tép, kêu thử nước thôi à. Tôi muốn mặn. Ôi cha. Tại sao nói mặn? Tôm này là có thêm miếng cơm, miếng thịt nữa, lâu nó vừa. Đúng rồi. Nhưng bây giờ chưa ăn không là sợ mặn. Sợ mặn chứ phải là mặn. Không sợ mặn. Không sợ mặn. À rồi, đó là không sợ mặn. Mặn này trộn đu đủ vô, trộn rau, trộn rém đồ vô rồi ăn. Bún đồ vô nó vừa ăn lắm, ngon lắm luôn. Rồi, mắm tôm chua phải không? Cái này là cái chi rồi? Cái này là mắm dưa cà. Mắm dưa cà, còn cái này là đu đủ. Trời ở đây là cái đây lộn đầu. Đây. Đây. Đây chị cầm cho em đây đó. Chị cầm cho em. Nghe nghe, anh em nghe nghe, chị cầm cho em. Ô ơi. Ô sinh năm mấy? À 64. 64. Năm 4 ô nhỏ hơn đây 10 tuổi. Chị cầm cho em. Nghe dễ thương quá. Thấy chứ chị cầm chị... À, giỏi quá. Hương vị nó khác nhiều. Bên này nó có độ chua, bên này không có. Bên này mặn ngọt, bên này có chua. Bên này mặn ngọt, bên này tôm chua. Phải có chua. Rồi. Nhiều quá, vô sẵn hộp luôn vậy đó hả? Vô sẵn hộp đó là mặn chưa ca. Ở trên giống như trái vả vậy? Trái vả. Dạ. Hàng trên là trái vả kìa. Rồi, cảm ơn nha. Xin phép. Dạ, dạ. Cái này bỏ đây được không? Dạ. Cho chú cái khăn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Ồ, cái này là giống mắm cá tràng quá vậy. Cá gì? Cá rô, cá rò. Cá sặc luôn phải không? Nhưng mà không có mua được. Thử chút xíu được không? Dạ, tại vì không có mang đi đâu được hết nha. Dạ. Đưa một chiếc đũa này làm gì? Dạ đấy. Mắm cá rò. Nó nhỏ nhỏ phải không? À. Ngon. Cái này mình dầm chung với khóm nè, ớt nè, tỏi nè, mình làm nước chấm cũng ngon lắm. Thêm miếng đường nữa ngọt ngọt. Dạ. Dạ, rồi miếng khóm nữa, miếng thơm đó. Ừ. Cái này chan vô cơm không ăn cũng ngon nữa. Làm miếng thịt luộc. Dạ. Làm miếng thịt luộc chấm. Thịt heo luộc. Không ai có hả? Thịt tôm chắc hơn. Chất lượng hơn. Còn đây là mắm ruốc. Thường thường những người đến đây mua là ở đâu? Tư sứ đều mua hết, mang đi về. Rồi nhà hàng ở đây có mua không? Dạ có chứ, không có. Nơi đây nấu nếp, nấu cánh, nấu buồn bò, nấu buồn riếu. Dạ. Vì cơm hiện đây đó. Như vậy thì em bán từ hồi sáng cho tới tối luôn. Dạ, từ buổi sáng 7 giờ tới 7 giờ tối. Bán nguyên cả ngày ở đây. Rồi đói bụng là cứ đem lấy cơm ra ăn dạ, với cái này. Đói bụng là mua tô cơm mà thêm ăn mắm. Hàng chi đẹp. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Ngon lắm. Chúc dạ. Buôn mai bán bắc. Dạ. Đó các bạn. Hồng đặc sản, đây là đặc sản Huế hết. Dạ. Đặc sản. Nha. Nên ghé chợ Đông Ba. Tôi cứ xúi người ta. Xúi cái gì vui hay đẹp. Giống như Việt Thảo nè. Đương nhiên quý vị đến đây được quyền thử một con hai con để mua được hết. Dạ. Chứ không ai tiếc gì cả. Còn rất tiếc là Việt Thảo không có mua được tại còn đi đó. Dạ, nha. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Cái gì? Cá sợi. Cá sợi. Cá gì mình xé sợi nó ra? Cá cơm. À, nếu không mua vì không có dùng thử nha. Dạ để cho mọi người biết. Dạ. Ngộ nha. Không có, trong mình không có. Ở ngoài ni mới có. Trong nợ không có. Dạ đúng rồi. Ngon. Đúng không? Cái gì? Trong nợ không có. Thường quá. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn. Ngon. Dạ. To ghê nè. Coi như một dãy này nhiều ghê đó ha. Mắm tôm chua, mắm ruốc, rồi những cái đặc sản thế này giống giống nhau hết. Mà mình thấy có nhiều gian hàng mà vẫn sống được, bán được, điều đó cho thấy rằng người dân rất là thích ăn những cái thực phẩm chế biến như thế này. Mà trong Nam cũng vậy thôi. Mắm nè. À, thí dụ ở trong có dưa mắm, mắm tôm chua cũng có. À, trong Nam thì có mắm mắm cá sặc, mắm cá lóc, mắm cá chốt. Dạ. Yeah. Dạ xin chào. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ xin chào. Mình đi ra chợ là chỗ nào ạ? À? Chợ mà bán rau cải hay là dạ đi hướng dưới này. Đi hướng dưới này phải không ạ? Dạ dạ. Việt Thảo. Cái
trời ơi, Việt Thảo có biết tôi không? Tôi là mẹ của là Bảo Kha, có vừa rồi chụp bóng của Việt Thảo. Mẹ của ai? Bảo Kha. À, Bảo Khánh. Bảo Khánh, mẹ của Bảo Khánh phải không? Hôm nay Bảo Khánh bận họp. Đúng rồi, dạ. Có đứa cháu là Bảo Tin. Quý Hưng. Quý Hưng là Cú Tin đó. Đúng rồi, Cú Tin. Nghe anh về Huế mà chưa gặp mặt anh. Thì bây giờ gặp nè. Dạ rồi. Nhẹ. Thương quá. À, trời ơi. Lam. Dạ. Chiêu. Bán chi? Dạ, bán hàng khô. Bán hàng khô. Không có bán. Dạ. Quay bán của anh nhiều lắm đó. Dạ. ASEAN nhiều lắm. Trong mình cũng đẹp trai ngoài bằng ngoài nghe. Hả? Ngoài đẹp trai quá. Nói lớn cho mọi người nghe coi. Ngoài đẹp trai quá. Ở trong là trong nào? Trong phim. Nói nguyên câu, trong phim không đẹp trai mà bên ngoài. Ok. Đó, nghe ha, không phải Dược Thảo nói nha. Không, mà đúng chứ được. Nhưng mà người ngoài nói Dược Thảo trong phim đẹp trai hơn bên ngoài. Đúng rồi, đúng. Tôi biết mà, nhưng mà mình không có nói để cho người ta nói thôi. Đúng chắc rồi, luôn. Chính xác. Đẹp không? Đẹp quá. Không phải, không đẹp. Bên ngoài nhìn mắt thường đẹp, vô trong phim nó lại xấu quắc nữa. Là tại mấy cái thằng này nó không cho tôi đẹp. Muốn quay xấu mà. Nó ngộ lắm. Khi qua phim nó khác nữa. Đúng dạ. Rồi, không, mà điều anh nói rất là có duyên, rất là hay. Một khi tôi hay qua phim anh làm á. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi, đi nữa nha. Rồi, hẹn đi. Gặp lại. Dạ, 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 dạ. 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 Trái gất. Dạ, trái gất. Nấu xôi. Dạ, nấu xôi. Ở trong nó có hột như thế này đúng không? Dạ, có cái hột khăn nó cái rồ lại vậy đó. Đúng rồi. Thử nha. Ăn được không? Không, cái nó mới nấu xối thôi. Nhưng mà ăn sống được không? Thôi, ăn sống lắm. Hồi đó giờ có thử không? Dạ, cũng có, tay cũng có chung. Nhưng mà nó chín nó ngọt mà. Dạ. Ngọt, ngon lắm. Cái này ăn chín ngon lắm mà. Dạ. Cái trứng ngỗng nè. Dạ, trứng ngỗng. Đúng rồi. À. Mình mua hay là ở nhà mình trồng? Dạ, mua chứ. Mua bán, dạ, dạ. Rồi, ai muốn nấu xôi? Mua trái gất về nấu. Dạ. 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 Củ gì đi cô? Đấy là của Hoa Sơn, trong ngành y về y học dân tộc đó, thuộc Bắc á, người ta gọi là Hoa Sơn, nhưng dân gian ở trong Huế mình á, người ta gọi là củ khoai mài. Củ khoai mài. Dạ vâng. Nghe củ khoai mài quen. Dạ vâng. Nhưng cái tên Hoa Sơn thì nghe nó hơi dạ, lạ. Hoa Sơn, rồi trong về y học dân tộc ở Bắc á. Cái này mình nấu canh ăn phải không? Dạ, nấu canh, nấu hâm xương, nấu gì được, nấu chan. Luộc ăn được không? Dạ được. Mình có luộc sẵn chưa? Dạ không, em ăn sống ra. Mình đâu có ăn sống được phải không? Dạ không. Còn cái này ăn sống được phải không? Dạ được. Dạ được. Cái này mình cũng bán luôn nho đúng không? Dạ. Dạ không nên có ăn chùm ăn sống rồi không có, đâu có dạ. Còn gì nữa. Có bưởi. Dạ. Những trái lê. Dạ. Là coi như mình ở đây là từ đâu đến à? Dạ, giờ lấy Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, dạ. Còn đây này là của Trung Quốc. Dạ. Dạ, còn Australia của Úc Cam. Còn cái giấy trong đó là để gói hàng hay là dạ. Báo để bán? Dạ, em để báo. Báo? Băng báo. Dạ. Cho coi thử tờ báo coi. Dạ. Nhiều vậy đó à? Dạ. Đi báo đây là họ thải ra là em mua lại. À dạ 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 dạ. À hiểu rồi. Thấy nhiều quá. Dạ. Tờ báo mỏng như thế này nhưng mà tại nhiều tờ để. Dạ, dạ. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ. Anh ơi. Bên ngoài này là rau, cải, trái cây, thịt, cá luôn phải không? Dạ, dạ. Là như bên kia là nguyên cái nhà lồng mà. Giống... À, bên kia là phải bên này. Khi nãy mà thì à, bên nắng. À, nhưng mà phía bên đây là rau, cải, thịt luôn. Rau củ quả. Rồi dạ. Thịt cá là bên đây cũng có không? Dạ, có. Rồi bên nào có nữa? Dạ, đấy thôi. Chỉ một bên này thôi. Rồi, mình qua bên đây nha. Dạ. Dạ. Cái này là măng nè.
tôm, mực, gà, dạ. Ui cha, dài, múc luôn. Đúng rồi, múc luôn ở dưới kia luôn. Là bán rau cải gì đó. Thế nó chạy cây, nó kiếm gì. À. Đi nha, đi nha, đi nha. Đi coi. Thịt heo này bao nhiêu một ký? Dạ 250. 250. Cái cục này bao nhiêu? Dạ 6 lạng. Là bao nhiêu tiền? Là 150. 150 nha. Dạ. O chặt miếng vừa ăn dùm luôn đi. Dạ. Dạ chặt luôn. Dạ. Mà trong khi chặt cho tôi ăn thử miếng đầu tiên nha. Dạ. Miếng ngon thì lấy hết mà không ngon trả lại nha. Dạ. 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 Rồi có muối nữa, chặt thêm xì muối. Dạ khỏi, dạ khỏi. Dạ. Rồi cho thử liền một miếng. Dạ. Thử liền một miếng khỏi muối, khỏi muối. Cho thử liền một miếng nha. Dạ. Còn nóng trong tay nè. Dạ, con nóng. Dạ. Nếu mà có thì mùi nữa là ngon. Chặt lấy hết rồi. Rồi, o cắt ra để đó tôi chặt thử nha. Dạ. Có chừng cái dao. Đưa cái thớt xích ra. Chặt nha. Dạ. Được không? Để chặt lại thử coi hên xui. Dạ. Ủa, còn phải không? Chặt thêm miếng nữa nha. Dạ. Rồi, chặt miếng nào. Miếng nào được hết, bác chặt đi. Rồi. Lấy cái này ra để tránh cái mũi ra. Dạ. Rồi. Đẹp. Ô biết không? Ngồi ở cái thế đó chặt dễ. Ở đây ngồi hơi thấp khó chặt. Dạ. Không cần cột chặt. Anh em ăn không? Ngừng miếng nha. Thử luôn, cho camera ăn luôn. Đây. Khỏi luôn, ăn không cho nó ngon. Đây là lóc nè. Rồi. Đó. Ăn miệng. Ngon không? Ngon không? Làm. Ăn miệng ra. Còn đâu nữa? Học Nguyên. Học Nguyên nè. Nhiều lắm, nhiều lắm. Trúc đâu? Có miếng xương để lấy cái không miếng xương. Có... sẽ trả sao được. Ủa trả tiền chưa? Đưa tiền. Cố tình để mà đi luôn mà đi không được. Rất tình táo. Cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Còn ai nữa còn nữa. Kìa. Bấm ơi. Khoa. Cũng ngon chứ. Ngon. Cái da hơi cứng chút. Nhà sách ăn luôn đi. Dạ. Nó dính. Miếng nhỏ nè. Dạ. Nè Linh. Sách ăn đi cưng. Dạ. Con. Đưa cót coi. Để tốt nha. Chú đang đi chắc cái vấn sinh về bào liếm mà đi chắc cái. Hai đứa nó đi theo vợ nó rồi. Dạ. Còn tôi bị vợ bỏ anh ra phải đi đây. Chùa đầu lá đẹp phải chùa ấy. Dạ. Chùa đầu lá đẹp phải ấy. Mô Phật. Dạ. Chùa này không có gái. Nếu thí chủ muốn tìm gái qua quán bia ôm kế cận chùa. Dạ. 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 Chủ cho con mình quay. Cho cái gì? Quay cũng chơi chủ thôi chứ. Ồ dạ được. Dịch quay đâu? Dịch đâu? Thịt heo quay đâu? Dương đó. Chú dương là dương. Không dương.
không giận. Không giận. Có người, có người xin thịt heo quay của tôi ăn nè. Ôi, hả miệng ra. Ngon không? Ngon không? Chứng tên của anh về bấm bấm sớm mà bảo Liêm làm bà điệp lên chùa đó. Hả miệng ra. Rồi thank you anh. Nè, giữ đi ăn cho ngon. Dạ. Dạ giữ lại nha. Mới mua đây nè. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn, ăn cho ngon. Cảm ơn. Ăn để nhớ tôi. Dạ. Cảm ơn. Dành hai việc hào ơi. Dạ. Ăn chi mồ, ăn chi rượu. Ăn bụng bơm đêm phê. Ở đâu bán? Dạ, đi bố trong đó. Ở trong đó à? Dạ. Ủa, hồi nãy mình có đi qua gian hàng này chưa ha? À, 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 à. Còn đi xuống nữa mình có cái gì? Dạ, không, để có đồ ăn. Để nó cây xì như hồn như gì hết rồi. Để nó đồ ăn thôi. À, chỉ có trái cây thôi. Hình như có sâm phụ chê phải không? Dạ, có sâm chê đó. Có trái nào chín không ạ? Chín hết ăn được liền không? Được liền phải không? Còn cứng hả? Kiếm cái nào mềm đi. Bao nhiêu trái này? 5 ngàn. Xin 5 ngàn. Dạ, lấy thêm trái chín nữa đi ô. Bên đây. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, ăn liền. Có người gọi là Sapoche, có người hồi nhỏ tôi kêu bằng Sakuche, kêu gì kêu miễn biết được trái này. À, có người kêu là trái cái gì nữa ta, còn trái gì nữa, trái gì, Sapo, à Sapo, Sapo là coi như gọi tắt của Sapoche á. Yeah. Ngọt ngon. Thử không? Ngọt lắm. Có cái bọc. Ngọt ha. Ngọt quá. Vú sữa có ngọt không vậy? Không. Ngọt không? Bán sao đó? 15 ngàn. Một ký bao nhiêu ạ? 15 ngàn. Một ký 15 ngàn. Lựa cho con một ký. Ngọt nha, có ăn liền đó. Cái nào mà ăn liền được đó, mềm á. Dạ. Dạ một ký thôi. Rồi một ký ba hơn. Dạ được, dạ được. Rồi khỏi cột, ăn liền. Trả tiền để quên đó. Dạ. Lăng. Ngọt không mẹ? Ngọt không? Ngọt hả? Không ngọt trả lại nha. Đưa cái bọc này. Đưa cái bọc này.
ngon, ngọt. Cái này gửi lên mẹ ăn cho vui. Không phải, con biếu lại, con biếu. Con ăn nhiều lắm, con sát mít. Nhưng mà cái này không có bán, cái này mẹ để dành ăn. Để ăn. Mẹ có thể mời tất cả mọi người ăn được, cất để ăn, không có bán. Nha, của con mời mẹ, ngon lắm. Ăn chi rượu. Ăn chi rửa? Ăn bún. Bún ô mô. Huê chỗ nào? Chỗ mô. Ngon lắm. Cảm ơn mẹ nha, ngon quá. Không có phải trả lại giỡn chơi thôi, gửi cho mẹ để ăn. Bán hết nữa đó, người ta mua không bán. Nói cái này của thằng Việt Thảo, nó cho mẹ ăn. Nha. Cảm ơn mẹ. Thường quá thấy không? Một người lớn tuổi ngồi bên lề đường bán trái cây để sinh sống. Cho nên các bạn thấy còn trẻ, mình còn rất trẻ, còn sức lực, có tay có chân đầy đủ làm việc đàng hoàng được. Thì một người lớn tuổi vẫn có thể kiếm sinh nhai hàng ngày trên đường phố được, thì tại sao mình lại không được? Thương lắm. Cho con một chén chè sôi nước. Dạ dạ dạ. Ăn tại chỗ đi, thư ngón là giờ đó. Ô bán bao nhiêu? Dạ 10 ngàn thôi. 10 ngàn thôi. Dạ 10 ngàn thôi. Nè nè nè, khoan. Đâu? Khoan. Bớt lại lấy phần nửa thôi. Vẫn trả 10 ngàn nha. Tại ăn không có hết nhiều quá. Được dạ. Rồi, được rồi, được rồi. Dạ. Bớt lại nữa đi, bớt lại nữa. Dạ, bớt nữa đó. Bớt nữa đi, bớt nữa đi. Rồi, 10 ngàn nha. Dạ đừng cứ riêng vậy. Dạ không, dạ không, bên đi thôi. Con cảm ơn. 10 ngàn phải không ạ? Dạ. Mẹ tự làm hay là... Dạ, mình tự làm luôn. Mình tự làm. Có ai làm phụ không? Dạ, có chứ. Có mẹ cũng phụ làm nè. Có mấy người có đâu. Một ngày mình bán được mấy gánh? Dạ, 2-6 nữa thôi. Thì có thêm được rượu nữa. Rượu nữa. Cho con một chén này. Dạ rồi. Chén này bao nhiêu tiền? Dạ, còn 5 ngàn thôi. Còn bên này? Dạ, bên này 10 ngàn đó. Ngày sau này rẻ hơn? Dạ, loài này rẻ hơn. Còn cái này mắc hơn. Rồi, cho con một chén này. Dạ rồi. Múc phần nửa thôi. Dạ rồi, dạ rồi. Chưa có đầy phải không? Múc phần nửa phải không? Dạ, dạ, dạ. Múc cho con phần nửa chén khác. Dạ, dạ rồi. Vậy là ăn thôi chứ có để nước cốt gì hả? Dạ, có không? Nước dừa thì bỏ nước dừa chứ cũng phải là... Nếu o ăn thì o có để nước dừa không? Mẹ ăn mẹ có để nước dừa không? Đi theo người. Không, theo mẹ có ăn để không? Dạ, có. Để đi. Dạ rồi. Có để đậu phộng không? Dạ, để luôn đi. Con mời mẹ. Ăn nha. Bỏ cái nón lá ra đi. Rồi bỏ ra đi mà. Đó. Từ sáng giờ ăn chén nào chưa? Dạ chưa. Bây giờ ăn đi. Ngon không? Ngon không nè. Thôi nhắn xét rồi đó. Ngon không nè, thầy ngon không có ngon không đâu. Mẹ thích ăn chè bột lọc hay là chè trôi nước? Cái màu nó đẹp hơn. Dạ. Màu lấy giống như màu mừng nữa. Màu rất ngon. Màu cũng chè đi được.
xin miếng nữa. Không xin đó kìa. Xin đó đó. Nó chơi ăn đi. Thương không? Chọn miếng à, chọn miếng đi. Chọn miếng ăn chung à, chọn miếng. Ít ít thôi. Rồi, miếng nước nữa. Cảm ơn. Thêm các bạn. Cái người dân chất phác lắm. Không có khách sáo, không có cầu kỳ. Xin ăn là cho. Chứ không có nhiều người mà nghĩ ờ cái chén này của tôi, chén kia ăn chung không được, không có. Giống như con, giống như cháu trong nhà đúng không mẹ? Ờ ăn thì cho ăn à. Cái miệng này đã từng nhai cơm đút cho bao nhiêu đứa mà, phải không? Ăn chung không có sao. Chỉ sợ mình không còn được ăn chung với những người thân của mình. Còn được ăn chung là hạnh phúc mà. Đúng không? Bây giờ mẹ có ăn chung được với mẹ của mẹ không? Còn không, mẹ còn không? Dạ con. Con tốt. Có ăn chung không? Dạ khỏi á. Dạ. Có ăn chung? Dạ khỏi. Dạ, là hạnh phúc đó. Dạ mẹ ngoài 59 đó, mẹ con mình bằng giấy. Bao nhiêu? 90. 90 rồi. Dạ. Mẹ có đút cho mẹ không? Muốn mẹ ăn. Mẹ ăn chứ. Mình đút lại cho mẹ. Còn bao nhiêu đứa ăn chung giống như Việt Thảo vừa rồi ăn chung? Dạ dạ. Còn bao nhiêu đứa đã từng ăn chung giống như Việt Thảo ăn chung dạ, vừa rồi? Dạ chắc cũng còn, chắc cũng có. Con của mẹ bao nhiêu rồi? Dạ ba Mỹ đó. Đứa nhỏ nhất bao nhiêu? Dạ đứa nhỏ nhất là 30. Đứa lớn nhất? Dạ lớn nhất là 36. 36. Dạ. Mẹ năm nay bao nhiêu? 66. 66 trời ơi trời má ơi. Tôi 69 nè. Tôi lớn hơn mẹ đó. Dạ. Cho nên tôi sẽ gọi là o. Dạ, rồi, dạ. Gọi là o đúng không? Dạ dạ đúng, dạ đúng. Thương không? Nhỏ hơn. Tuổi dâu. Tuổi ngựa. À, o nhảy lên lưng tôi đứng hoài nha. Con gà nhảy lên lưng con ngựa đứng hoài nha. Thôi bữa nay ăn cho ngon, giống như anh em ăn chung một bữa nha. Cảm ơn. Mấy đứa đưa tiền chưa? Dạ đây. Ôi dạ, ngoài. Không biết hồi cái nãy nói bao nhiêu? Dạ 20. Rồi bên đây 10. Dạ. Phải không? Dạ dạ. Là 30. 20 thôi, 20. Đưa thêm chút. Cái này nó mua được á, được một chén nữa phải không? Dạ. Ngày mai lấy cái này mua một chén. Dạ dạ. O ăn, không được bán. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ. Ăn hết nha. Dạ dạ, tôi ăn hết chén. Dạ. Khổ lắm. Tôi nếu mày cho con tôi lắm, nuôi ông già bà già nè, có cho tôi. Cảm ơn. Không cần thiết, đúng rồi. Dù là buôn gánh bán bưng nhưng vẫn có cái tự tôn của mình. Chứ không phải là gặp ai cũng xin, không có. Đó là cái lòng của cái người muốn cho. Dạ. Sinh năm 4. Dạ. Dạ. Chà, câu này nói nghe được. 69 sao? Con đẹp. Biết rồi. Thôi mình đi ăn cơm đi, đi ăn cơm nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency. Đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alisa của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta. Nè, nói nghe nè.
Oh yeah. Thảo Ồ Giá Vietnamese Cuisine là thêm bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người.